đang đổ giao mùa, chế độ dinh dưỡng chưa hợp lý làm ảnh hưởng sức khỏe cả nhà, tôi lo lắng quá. Bà con lại gặp vấn đề về hô hấp nữa rồi. Làm sao để tăng sức đề kháng cho gia đình mình đây? AB21 Develop gồm 4 chủng trù biofit giúp tăng cường bảo vệ hệ tiêu hóa, ngăn ngừa tổn thương phổi và bảo vệ cơ thể khỏi bệnh hô hấp do virus, hoạt động như người vệ sĩ. AB21 Develop bảo vệ cả gia đình khỏi các tác nhân gây hại từ môi trường. AB21 Develop miễn dịch tối ưu, bảo vệ tối đa. Sản phẩm từ châu Âu của AB Biotic được nhập khẩu và phân phối độc quyền bởi công ty cổ phần dược Medfarm. Xin được mến chào tất cả quý vị đã quay trở lại cùng với 8 chuyện chưa của bác sĩ Di Đồng. Thưa quý vị, chương trình của chúng tôi được phát định kỳ vào lúc 11 giờ thứ 3, thứ 5, thứ 7. Thực hiện chủ đề lần này sẽ là đề kháng kháng sinh, đừng đẩy con vào đại họa. Chương trình của chúng tôi được phát trên các nền tảng của alobacsi.com và các nền tảng của Bệnh viện Nhi đồng thành phố. Cũng xin được hân hạnh cảm ơn sự đồng hành của nhãn hàng AB21 thuộc Medfarm đã đồng hành cùng với chúng tôi. Quý vị khán giả thân mến, ngày nay thì có thể thấy là với việc vi sinh vật kháng thuốc nhanh, trong khi là thuốc kháng sinh phát triển chậm và các chuyên gia y tế cũng rất là lo ngại cái vấn đề này. Hậu kỷ nguyên kháng sinh sẽ đến sớm khi không còn kháng sinh mới ra đời nữa. Trong khi đó thì việc lạm dụng kháng sinh vô tội vạ ngay từ những năm đầu đời của trẻ tác động rất là mạnh mẽ và lâu dài đến sức khỏe trong tương lai. Chúng ta có hàng loạt những câu hỏi được đặt ra. Vậy thì sai lầm khi sử dụng kháng sinh ở trẻ mà cha mẹ thường mắc phải là gì? Rồi làm sao để mà nhận biết được đơn thuốc có kháng sinh hay không? Để sử dụng kháng sinh an toàn và hiệu quả cho trẻ, cha mẹ cần nhớ những nguyên tắc nào? Có vẻ là hơi khó hiểu với tất cả quý vị khán giả. Và để cho quý vị có thể dễ hiểu hơn, người sẽ cùng đồng hành với tất cả quý vị sẽ được trân trọng giới thiệu sự góp mặt của bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Trần Nam, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng thành phố. Xin được mến chào bác sĩ Trần Nam ạ. Xin chào Hiền Thục, xin chào tất cả các quý vị đang theo dõi chương trình. Trong thực tế thăm khám và trong suốt quá trình công tác của mình thì bác sĩ nhận thấy là những sai lầm khi mà sử dụng kháng sinh ở trẻ mà cha mẹ thường mắc phải là gì ạ? Thưa Hiền Thục, thưa tất cả các quý vị, thì làm một bác sĩ nhi khoa thì cái việc đầu tiên của chúng tôi là mỗi hành động của chúng tôi hàng ngày nó sẽ để lại hậu quả không phải chỉ hiện tại mà có thể cả tương lai của trẻ, một con trẻ khi nó lớn lên sau này. Vì vậy một trong những cái tác động quan trọng đó là chúng ta sử dụng kháng thuốc nói chung hoặc là kháng sinh một cách bừa bãi. Và với cái sự mà sử dụng bừa bãi như vậy á, thì nó để lại những cái hậu quả không chỉ trước mắt mà những cái tác động lâu dài sau này khi trẻ lớn lên, và nó ảnh hưởng rất là nhiều liên quan đến cái sự phát triển cũng như là sức đề kháng của trẻ. Và với vai trò của một cái bác sĩ nhi khoa thì tôi đã gặp rất là nhiều trường hợp trẻ đến trong một bệnh cảnh rất là nặng, và khi xét nghiệm ra thì một ra những cái con vi trùng nó kháng với tất cả các kháng sinh đang có, và khi những em bé đó thì diễn tiến vô cùng nặng, bởi vì lúc đó mình điều trị với một cái vũ khí duy nhất đó là kháng sinh, mà cái vũ khí đó đã bị kháng toàn bộ rồi thì cái việc mà cứu sống trẻ cũng như điều trị cho trẻ đó là vô cùng là khó khăn, và nó là những cái đòn cân não đối với các bác sĩ, đặc biệt là những đối với những trường hợp mà những em bé mà diễn tiến nặng. Còn ở trong cộng đồng thì khi mà mỗi lần mà đi tiếp nhận một bệnh bé đến khám và mang theo cơ hồ nào là những cái túi, những cái bọc và những cái toa thuốc đầy dày đặc kháng sinh thì chúng tôi lại cảm thấy quặn ruột, bởi vì có những trẻ còn rất là bé mà sao phải uống quá nhiều thuốc đến mức độ như vậy và nhiều đến như vậy. Và có rất nhiều phụ huynh là đinh ninh đó là những cái thuốc thánh hoặc là những cái thuốc đầu tay để có thể khi mỗi lần còn bệnh là cứ tự động lấy ra và uống một cách vô tội vạ như vậy. Thì cái nỗi xót xa khi mà những cái trẻ mà nhập viện trong bệnh cảnh là vi trùng nó đã kháng thuốc hết, nó không có đáp ứng với cái thuốc có thể sử dụng, và như Hiền Thục đã nói ngay từ đầu, chúng ta đang bị cạn kiệt các cái nguồn kháng sinh được tạo ra, trong khi đó thì vi trùng thì luôn luôn thay đổi, luôn luôn biến đổi và nó chống đối lại với những kháng sinh chúng ta đang có. Thì trong một tương lai gần, nếu cái việc này không được kiểm soát tốt thì chúng ta sẽ rất là khó khăn trong vấn đề điều trị những trường hợp mà bị nhiễm trùng mà khi mà đã kháng với tất cả những kháng sinh chúng ta đã có. Dạ, như bác sĩ Trần Nam nhận thấy thì những bậc cha mẹ sẽ thường mắc phải những cái sai lầm khi sử dụng kháng sinh cho trẻ ở trong những cái bối cảnh hay là ở trong hay là những bệnh nào thì cha mẹ thường sẽ lạm dụng kháng sinh nhiều nhất ạ? Thì thường á là cha mẹ sử dụng kháng sinh nó mang tính chất là nghĩ rằng con mình bị nhiễm trùng. Bất cứ các biểu hiện nào của trẻ bất thường, ví dụ như là con mình bị sốt, con mình bị ho, con mình bị sổ mũi, con mình bị than rát họng, hoặc là con mình bị tiêu chảy, rồi con mình có những cái vết bẩn nó trên da, vết thương trên da, thì bất cứ một cái chuyện gì
biểu hiện của trẻ về vấn đề sức khỏe thì cha mẹ đều có thể nghĩ rằng là con mình bị nhiễm trùng. Và đôi khi cha mẹ cho nghĩ rằng là cái việc mà cho con mình uống kháng sinh mà thậm chí là không biết đó là kháng sinh, nó có hại cho con mình, mà chỉ thấy rằng là có những lần con mình bị bệnh đi khám bác sĩ cho thuốc đó uống thì nó khỏi. Và cứ thế là mỗi lần con mình bị bệnh không giống lần trước hoặc vì bất cứ lý do gì cũng tiếp tục đem những cái tòa thuốc đó ra để mà đi mua thuốc về cho con mình uống. Và tôi cũng thấy rằng là có, đó là một cái thói quen rất là nguy hiểm đối với trẻ và rất là thường gặp. Và cái chuyện thứ hai nữa là việc tiếp cận với nguồn kháng sinh ở các nhà thuốc thì nó lại quá dễ dàng. Bởi vì có chỉ cần đi ra nói là cho một vài liều thuốc đau họng thì trẻ dễ dàng nhận được một vài liều kháng sinh. Và sử dụng kháng sinh đó là một cái kháng sinh mà mang tính chất là bừa bãi, tức là hơi một chút là cho uống thuốc và chỉ với nghĩ rằng là thuốc đó nó có tác dụng chữa bệnh cho trẻ mà không biết rằng đó là kháng sinh. Và cái thứ hai là đôi khi sử dụng kháng sinh theo y lệnh rồi nhưng mà đúng cần có chỉ định, nhưng mà chỉ cần 2-3 ngày uống kháng sinh thì thấy nó hiệu quả rồi, nó khỏi rồi thì lại tự động ngưng thuốc, không uống cho nó đủ liều. Mà chính cái chuyện mà không uống không đủ liều như vậy cũng là một cái sự sử dụng kháng sinh sai và nó bừa bãi, nó ảnh hưởng đến cái hậu quả sau này của con. Rồi cái chuyện thứ ba đó là cái sự mà hôm nay đi khám với bác sĩ A cho thuốc, ngày mai đi khám không thấy đỡ lại sang bác sĩ B lại cho thuốc, rồi ngày mốt lại tự động đi ra nhà thuốc mua lại lúc loại thuốc C. Thế thì một vô hình chung chúng ta cứ đổi thuốc xoành xoạch không theo một cái trình tự, một cái lộ trình điều trị như thế nào, và đôi khi chúng ta lại phối hợp một lúc rất là nhiều loại thuốc giống nhau khác nhau và cùng một lúc cho con mình với ý nghĩ rằng là cho càng nhiều thì cái hiệu quả càng tốt vì con mình nó nhanh khỏi. Và chính cái chuyện đấy nó sẽ giúp cho cái sức khỏe của trẻ nó càng ngày càng kém đi, rồi cái vấn đề đề kháng kháng sinh của các cái con vi trùng nó gây bệnh nó càng ngày nó càng tăng lên, và dần dần thì chúng ta sẽ đi vào một cái vòng luẩn quẩn giữa bệnh tật và nhiễm trùng và đề kháng với kháng sinh. Liệu rằng là nó sẽ ảnh hưởng như thế nào nếu như mà chúng ta lạm dụng kháng sinh như vậy cho sức khỏe của trẻ và sự phát triển của trẻ về sau sẽ ra sao ạ? Chúng ta sẽ phải nói đến cái chuyện rộng hơn một chút là của đề kháng kháng sinh. Thì cho đến bây giờ thì theo các cái thống kê của các cái hiệp hội liên quan đến vấn đề điều tra về sức khỏe, về miễn dịch cũng như là về hệ thống mà kháng đề kháng kháng sinh, thì thứ nhất là cái tần suất tiếp xúc kháng sinh của không chỉ trẻ em mà của tất cả chúng ta khá là nhiều. Đó là do chúng sử dụng cái kháng sinh cho súc vật, cho động vật mà gia cầm chúng ta ăn. Thì đối với sử dụng kháng sinh như vậy mà cái lượng là lượng nhiều thì vô hình chung chúng ta khi tiêu thụ các cái sản phẩm như vậy thì chúng ta cũng mang một cái lượng kháng sinh vào trong cơ thể mình, và một cái tiếp xúc cách đều đặn hàng ngày như vậy nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái vấn đề vi sinh của hệ sống vi sinh của trong cơ thể. Bên cạnh đó là cái cuộc chăm sóc sức khỏe hàng ngày thì cái vấn đề sử dụng kháng sinh như tôi nói lúc nãy một cách không đảm bảo đầy đủ, và dần dần như vậy thì chắc chắn những cái con vi trùng ban đầu nó có thể để nó có nhạy cảm, nó có thể bị kháng sinh tiêu diệt. Thì qua quá trình mà tiếp xúc dần dần với cái kháng sinh với một cái liều lượng đều đặn ít một hàng ngày và kéo dài thì cái quy luật tự nhiên thì con vi trùng đó nó sẽ gây ra những cái đột biến, và cái đột biến đó nó chống lại được với cái kháng sinh. Và khi mà con vi trùng nó đã tạo ra được những cái gen đột biến chống lại kháng sinh thì cái gen đó lại được lan truyền trong hệ thống các con vi trùng, trong cộng đồng những cái con vi trùng một cách cực kỳ nhanh chóng. Mà các bạn có thể tưởng tượng nó là giống như là một giọt mực mà thả vào giọt nước, vào nước thì nó sẽ loang rất là nhanh. Đó là cái khả năng mà đề kháng kháng sinh của vi trùng qua các đột biến gen. Và khi mà nó đề kháng nó lan ra nhanh như vậy thì những cái người mà mang những cái mầm bệnh đó nó lại cũng lây lan những cái con vi trùng đề kháng kháng sinh giữa cộng đồng người với nhau của chúng ta. Như vậy thì dần dần những cái cộng đồng đó sẽ bị những cái con vi trùng đó tấn công, và như vậy thì cái vai trò của kháng sinh lúc đó nó sẽ bị ảnh hưởng và nó sẽ giảm cái hiệu quả khi mà chúng ta bị mắc bệnh. Và khi mà những cái con vi trùng nó đã yên tâm rằng là kháng sinh không làm gì được với nó bởi vì nó đã biến đổi gen thì cái hoạt tính của nó về đánh tổn thương cơ thể người nó sẽ rất là nhanh và rất là mạnh và nó diễn tiến rất là ồ ạt. Và chúng ta cũng đã gặp một trong những cái điển hình đó là vi khuẩn lao, một trong cái con vi khuẩn mà gây bệnh rất là nặng nề và thậm chí là bây giờ tỷ lệ tử vong liên quan đến lao cũng vẫn còn cao. Thì người ta đã phát hiện ra rằng bây giờ có những cái con vi khuẩn kháng lao mà nó kháng thuốc, nó kháng gầu như là tất cả các loại thuốc mà điều trị kháng lao, và đôi khi chúng ta phải kết hợp đến 5 đến 6 loại mới có thể điều trị được và một cách cầm cự thôi. Rồi những cái con vi trùng
liên quan đến đường tiêu hóa, bởi vì các kháng sinh chúng ta được uống nó kháng với tất cả các loại kháng sinh tiêm trích luôn, và nó gây ra những cái hội chứng gọi là nhiễm trùng nặng, tổn thương đa cơ quan, không đáp ứng với thuốc và tử vong. Rồi chúng ta sẽ có những cái con vi trùng mà chúng ta nghĩ rằng là đơn giản thôi, như là những cái con vi trùng gây viêm họng, viêm tai, và khi mà chúng tôi xét nghiệm ra những cái con phế cầu thì những phế cầu đó nó đã có những cái gen kháng thuốc rất là lớn, rất là mạnh, và hầu như là những cái kháng sinh thông thường này nó đều không đáp ứng. Trước đây khi mà nói đến cái con vi trùng mà đề kháng kháng sinh là người ta nghĩ đến là những cái con vi trùng ở trong bệnh viện, tức là ở những em bé hoặc là những bệnh nhân nằm viện lâu ngày thì những cái con vi trùng đó nó được tiếp xúc với cái liệu kháng sinh điều trị ở bệnh viện nhiều, thì những cái bệnh nhân nằm ở bệnh viện lâu ngày thì nó sẽ bị nhiễm những cái con vi trùng kháng thuốc. Bây giờ khi mà những cái trường hợp ngoài cộng đồng, tức là ngoài sức khỏe cộng đồng, thì khi vào bệnh viện xét nghiệm ra thì những cái con vi trùng ở ngoài cộng đồng bây giờ nó cũng đã kháng thuốc, không thua kém gì những con vi trùng ở trong bệnh viện. Vì vậy là những con vi trùng ở ngoài cộng đồng nó đã trở nên độc hơn, nguy hiểm hơn, và nó gây đang tổn hại đến chính cái hoạt động hàng ngày của chính chúng ta, và nó gây ra chúng ta những cái bệnh mà rất là hiểm nghèo và nặng nề, và chúng ta gần như đang càng ngày càng cưa mất đi cái, bỏ đi những cái vũ khí để chống lại con vi trùng, đó là những cái kháng sinh của chúng ta, và những cái kháng sinh lúc đó trở nên vô dụng và khó sử dụng, cũng không có tác dụng gì khi đối với những cái con kháng vi trùng nó đã kháng thuốc. Dạ, qua những thông tin mà bác sĩ Trần Nam chia sẻ thì cũng có nghiên cứu cho thấy rằng là lạm dụng kháng sinh tức là tương đương với việc tước đoạt đi cơ hội tự tăng cường miễn dịch của trẻ. Quan điểm của bác sĩ về vấn đề này như thế nào? Thì cái quan điểm đấy thì hoàn toàn cũng phù hợp và chính xác. Dạ. Tức là khi mà chúng ta sử dụng kháng sinh thì chúng ta đã không để ý đến là cái vai trò bảo vệ của hệ miễn dịch của trẻ. Bởi vì chúng ta biết rằng trong cơ thể chúng ta có một cái hệ thống bảo vệ cơ thể cực kỳ tốt, và nó rất là chuyên nghiệp và được luyện tập từ khi mà còn trong bào thai. Đó là hệ thống miễn dịch của cơ thể. Đó là một cái hệ thống mà chống lại tất cả các tác nhân bất thường khi xâm nhập vào cơ thể. Và cái hệ thống miễn dịch đó khi phát hiện ra một cái tác nhân bất thường nào đó xâm nhập vào cơ thể qua bất cứ một cái ngã nào vào, thì hệ thống miễn dịch đó sẽ tập trung lại, huy động toàn bộ lực lượng để mà chống lại những cái tác nhân đó một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất. Và ngoài cái việc mà chống lại như vậy thì hệ thống miễn dịch đó ghi nhớ lại tất cả các tác nhân đó vào trong một cái hệ thống mà gọi là những cái tế bào nhớ, và những tế bào nhớ đó sẽ giúp cho nhận diện nhanh hơn, mạnh mẽ hơn và đáp ứng tốt hơn và chính xác và hiệu quả hơn cho với bất cứ một tác nhân nào khác lần sau giống như vậy xâm nhập vào trong cơ thể. Đó là một hệ thống miễn dịch mà vô cùng là vi diệu. Tuy nhiên khi mà chúng ta sử dụng kháng sinh một cách bừa bãi thì chúng ta đã loại bỏ đi cái hiệu vai trò của cái hệ thống miễn dịch, bởi vì chúng ta phụ thuộc hoàn toàn vào yếu tố bên ngoài, đó là thuốc, và chúng ta cho thuốc vào quá sớm, quá nhiều, quá lớn, thì như vậy thì các cái con vi trùng đó nó không được, chưa kịp nhận diện bởi hệ thống miễn dịch thì đã bị các cái thuốc kháng sinh nó tiêu diệt. Vì vậy thì khi hệ thống miễn dịch đáp ứng lại và phát hiện ra thì nó lại chậm trễ, và nó không nhớ được cái tác nhân nào đã vừa tấn công, đồng thời là nó không được luyện tập, thì chính cái chuyện đó sẽ khiến cho các cái trường hợp mà bị lây nhiễm sau thì không có đáp ứng được với kháng sinh, thì hệ miễn dịch nó cũng không còn cái khả năng hoạt động nữa. Đó là miễn dịch, nó là hệ thống yếu tố bên trong của cơ thể, nó không hoạt động một cách bình thường và nó đáp ứng được tốt. Và đúng như là cái nhận định đó là chúng ta lạm dụng quá thì chúng ta đi tước đi cái quyền và cái sức mạnh của cái hệ thống miễn dịch bản thân của chính đứa trẻ cũng như là người lớn của chúng ta. Dạ, xin được cảm ơn bác sĩ Trần Nam với những thông tin chia sẻ rất hữu ích từ đầu chương trình đến giờ. Thưa bác sĩ, có lẽ rằng là cái việc mà quý vị phụ huynh có thể tự mua thuốc tại các nhà thuốc là một cái điều rất là dễ dàng. Vậy thì làm sao để mình có thể nhận biết được đâu là thuốc kháng sinh ạ? Thì theo hướng dẫn, theo các cái tiêu chuẩn GCP của các nhà thuốc á, thì nguyên tắc là khi mà chúng ta sẽ mua thuốc mà có kháng sinh á, ở các nhà thuốc thì chúng ta bắt buộc phải có toa của bác sĩ. Nhưng mà cái đó là cái lý thuyết mà bắt buộc làm. Nhưng mà đôi khi có rất là nhiều trường hợp chúng ta sẽ gặp như thế này. Tức là những lần uống thuốc trước không hết, còn dư và đã tự ngưng thuốc rồi, mua đủ liều và còn dư và không có xài hết, chúng ta vẫn để dành và cho lần sau khi bệnh lợi lôi cái phần dư lần trước ra để uống, đó là một cách. Thứ hai, đó là những cái thuốc mà chúng ta có cái những cái gốc liên quan đến kháng sinh mà thông thường hay dùng, mà chúng ta hay có trong cái dân gian, những người dân hay nói đó là ra mua amốc
hoặc là mua mấy cái viên con nhộng, hoặc là đó là những cái tên mà thông thường và người bán thuốc và người mua thuốc cũng tự động hiểu ý nhau, đó là những cái thuốc kháng sinh có thể là để mà giúp để điều trị, hoặc là đôi khi là cho một vài liều điều trị viêm phổi, điều trị viêm họng, điều trị viêm xoang, hoặc là cho vài liều đau bụng. Thì trong bản thân những cái thuốc đó nó cũng có những cái vấn đề kháng sinh, và chúng ta cũng khó được biết lắm, bởi vì đôi khi chúng ta cũng không biết kháng sinh là cái gì, chúng ta chỉ biết đó là những cái thuốc mà giúp điều trị bệnh của mình, bởi vì chúng ta cũng không phải là nhân viên y tế. Vì vậy á, lời khuyên là tốt nhất là sau những mỗi lần mà có vấn đề về sức khỏe, chúng ta nên đi khám ở các cái cơ sở y tế. Và khi mà bác sĩ khám xong hoặc chị dược sĩ bán thuốc, họ đều phải tư vấn trong cái thành phần của cái toa thuốc được đưa ra, nó có thành phần nào là kháng sinh hay không, và cái kháng sinh đó thật sự có cần thiết cho những cái đợt bệnh này của bạn trẻ, để giúp cho cái vấn đề là cân nhắc là có nên sử dụng hay không, và thời gian, thời lượng sử dụng như thế nào, kéo dài như thế nào, liều lượng như thế nào, chúng ta phải nắm cho chị đó qua mỗi lần khám hoặc là đi mua thuốc, dược sĩ người ta sẽ giải thích cho nó kỹ hơn. Và chính cái điều đó chúng ta sẽ có nhận diện được những cái tên thuốc hoặc những cái mặt thuốc mà chúng ta thường gặp. Dạ, khi trẻ phải sử dụng kháng sinh thì nhiều người lại chia sẻ là có vẻ như là em bé sẽ mệt hơn một chút. Điều này có phải hay không ạ, thưa bác sĩ? Thực ra kháng sinh nó là một cái thuốc diệt vi khuẩn, nó cũng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Nó có ảnh hưởng đến sức khỏe. Thì bản thân cái việc mà sử dụng thuốc lúc đó nó cũng sẽ vô tình đi chung với tình trạng bệnh của trẻ. Thì trẻ nó cũng mệt do bệnh, và sử dụng thuốc vào thì nó cũng là thuốc loại kháng sinh, thì nó cũng là một diệt con vi khuẩn, thì nó cũng ảnh hưởng đến sức khỏe. Tuy nhiên có một số loại kháng sinh khi vào cơ thể mà với liều lượng cao hoặc là kéo dài hoặc nhiều, nó sẽ ảnh hưởng đến cái hệ thống miễn dịch đường ruột, các cái loạn khuẩn đường ruột, tức là trong đường tiêu hóa của chúng ta luôn luôn có tồn tại các con vi khuẩn tốt để giúp cho cơ thể hoạt động tốt, liên quan đến cái hệ thống miễn dịch đường tiêu hóa cũng như là cho cái việc hấp thu và điều trị trong cái đường tiêu hóa của chúng ta. Chúng ta luôn luôn có những cái hệ thống mà gọi là hệ thống miễn viện, một cái quần thể các loại vi sinh tốt ở trong đường ruột. Và khi mà chúng ta sử dụng kháng sinh nhiều thì nó sẽ ảnh hưởng là nó tiêu diệt luôn cả những cái con vi khuẩn tốt trong đường ruột của chúng ta. Và khi mà chúng ta sử dụng kháng sinh như vậy thì những cái con vi khuẩn tốt nó bị ảnh hưởng đi, thì nó sẽ gây ra những cái biểu hiện của rối loạn tiêu hóa. Ví dụ như là sẽ bị tiêu chảy, bị đau bụng quặn, hoặc là nó sau đó nó sẽ ảnh hưởng là có những trường hợp là sẽ bị tiêu chảy kéo dài do cái hệ vi sinh đường ruột nó không được hồi phục sau quá trình bệnh mà sử dụng kháng sinh kéo dài. Dạ, khi bị rối loạn hệ tiêu hóa như vậy thì chắc có lẽ là hệ miễn dịch của trẻ sẽ bị suy yếu đi. Vậy thì trong cái khoảng thời gian mà trẻ phải sử dụng thuốc kháng sinh như vậy thì các bậc phụ huynh nên cân nhắc và chăm sóc sức khỏe của trẻ như thế nào ạ? Trong những trường hợp mà trẻ cần phải sử dụng những cái loại kháng sinh hoặc là những cái tác động của liên quan đến bệnh tật, thì thứ nhất là nó sẽ ảnh hưởng đến cái sức khỏe của trẻ, nó mệt mỏi, nó ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa của trẻ. Vì vậy việc mà bổ sung các cái chất dinh dưỡng phù hợp để cho trẻ mau hồi phục sức khỏe là cái thiện đầu tiên. Chúng ta sẽ bổ sung thêm những cái men tiêu hóa, chúng ta hay dùng cái từ là những cái men tiêu hóa để mà bù lại những cái con lợi khuẩn mà nó bị tiêu diệt do sử dụng kháng sinh. Có thể những đó là những cái probiotic hoặc là những cái chất mà chúng ta hay sử dụng để mà giúp mà bồi hoàn lại các cái loại mà vi sinh. Như vậy thì nó giúp cho cái đường ruột của trẻ nó dễ chịu hơn và nó nhanh chóng hồi phục cái quá trình đi tiểu của trẻ và hấp thu thức ăn của trẻ qua quá trình sử dụng kháng sinh. Dạ. Thưa bác sĩ, vì sao mà khi sử dụng kháng sinh cha mẹ lại cần phải bổ sung probiotic cho con, và liệu rằng là vì sao lại phải bổ sung và chúng ta có những cái khuyến cáo nào khi sử dụng hay không ạ? Thì tôi cũng thấy rằng là khi mà sử dụng kháng sinh thì như tôi nói lúc nãy là nó có ảnh hưởng đến cái hoạt động của hệ vi sinh đường ruột. Vì vậy thì chúng ta bổ sung những cái men tiêu hóa, hay là gọi là nó từ là những cái chế phẩm nó giống như những cái con vi khuẩn đường ruột để mà bù đắp lại các cái hoạt động của cái hệ thống men các cái quần thể vi sinh đường ruột, để giúp cho cái việc mà hoạt động của đường ruột nó trở nên tốt hơn. Tuy nhiên chúng ta cũng phải lưu ý là chúng ta không nên lạm dụng quá mức, cũng như là chúng ta không nên sử dụng một cách gọi là bừa bãi, kéo dài, hoặc là nó ảnh hưởng đến các cái đợt hoạt động, và chúng ta nên bổ sung cho nó vừa đủ, cũng như là khi mà các hoạt động của trẻ trở lại bình thường chúng ta cố gắng là duy trì các cái hoạt động khác về dinh dưỡng, và cố gắng nếu mà được thì chúng ta bổ sung những cái probiotic mang tính chất là tự nhiên từ thực phẩm, từ ăn uống hàng ngày, thì giúp cho cái hoạt động của đường tiêu hóa của trẻ trở nên là bình thường lại. Dạ.
Thưa bác sĩ, trước khi khép lại chương trình hôm nay thì chắc có lẽ là một lần nữa xin được nhờ bác sĩ Trần Nam chia sẻ những cái điều mà có lẽ là nhiều người alo bác sĩ cũng đã thực hiện một vài chủ đề liên quan đến kháng sinh, đề kháng kháng sinh, thì cũng có nhiều người chia sẻ rằng là chủ đề này chắc có lẽ là khá khó hiểu, cũng như là có thật ra thì con họ cũng chưa có gặp phải tình trạng này. Vậy thì sẽ có một vài cái đúc kết nho nhỏ cuối chương trình để quý vị khán giả có thể dễ hiểu hơn, cũng như là cần cân nhắc khi sử dụng kháng sinh cho trẻ nhỏ ạ. Vâng, thưa Hiền Thục, thưa tất cả quý vị, cái việc sử dụng kháng sinh đó là một vấn đề không chỉ nỗi lo của tất cả mọi người trong xã hội và cả nhân viên y tế của chúng tôi. Bởi vì vấn đề là chúng ta đã tạo ra được rất ít kháng sinh trong thời gian khoảng gần 30 năm nay, bởi vì các giới hạn cho cái vấn đề hoạt động của cái ngành dược. Tuy nhiên, sự phát triển của các cái vaccine, gen kháng thuốc của các con vi khuẩn nó càng ngày nó càng mạnh mẽ, và việc phòng kháng kháng sinh nó càng ngày nó càng nghiêm trọng. Vì vậy, chúng ta sẽ sử dụng kháng sinh một cách thận trọng và rất là đủ đầy đủ, một cách sáng suốt cho trẻ. Đó là chúng ta sẽ cân nhắc trong mọi tình huống là khi nào trẻ cần sử dụng kháng sinh và đúng theo chỉ định của nhân viên y tế. Và chúng ta cần phải sử dụng kháng sinh đúng liều, đủ liều và kéo đủ thời gian để mà nó ảnh hưởng, không bị ảnh hưởng đến cái sức khỏe của trẻ sau đó. Và cái điều thứ ba nữa là cái vấn đề chúng ta sẽ phải nâng cao sức khỏe của trẻ để giúp cho trẻ hạn chế được những cái bệnh lý mà đôi khi chúng ta không cần sử dụng kháng sinh nữa, mà chính cái sức đề kháng của trẻ sẽ giúp cho trẻ chống lại được cái bệnh tật một cách chủ động. Đó là chúng ta sẽ giúp cho trẻ tập luyện thể dục thường xuyên, nâng cao sức khỏe thể lực. Chúng ta cung cấp cho trẻ một chế độ dinh dưỡng phù hợp, đầy đủ các cái vi lượng, các khoáng chất, các cái chất dinh dưỡng cần thiết để giúp cho cơ thể trẻ phát triển tốt. Chúng ta có một cái cuộc sống lành mạnh, cũng như là bảo vệ sức khỏe bởi những cái thói quen tốt hàng ngày. Và cuối cùng đó là chúng ta phải hợp tác với các nhân viên y tế. Chúng ta sẽ cùng nhân viên y tế chống lại cái vấn đề đề kháng kháng sinh của các loại vi khuẩn ngày càng nghiêm trọng. Và đối với những trường hợp mà chúng ta có vấn đề về sức khỏe thì đừng ngại đến các cái cơ sở y tế, đặc biệt là các bệnh viện có uy tín, để có thể được chăm sóc và điều trị một cách hợp lý, tránh cái sử dụng một cách thuốc một cách không hợp lý và bừa bãi sẽ khiến gây ra những hậu quả khôn lường. Mà đề kháng kháng sinh bây giờ là một cái hệ quả mà quá trình không phải là quá dài mà là rất là ngắn, mà bừa bãi mà chúng ta không kịp kiểm soát nó đã gây ra những hậu quả rất vô cùng nghiêm trọng. Dạ, qua chương trình ngày hôm nay thì chắc có lẽ là chúng ta cũng đã nhìn nhận được một vấn đề rất là rõ ràng, đó là đề kháng kháng sinh đang là một vấn đề rất là nghiêm trọng. Hy vọng rằng là trong những cái phần chia sẻ của bác sĩ Trần Nam thì có thể giúp ích cho quý vị trong việc chúng ta cân nhắc, đặc biệt là mình tự ý sử dụng thuốc cũng như là sử dụng không có đúng cách, không có đúng thời gian. Một vài những cái nhấn mạnh của bác sĩ Trần Nam mà Hiền Thục cũng đã lưu lại ở đây để quý vị có thể nhớ hơn, đó là không lạm dụng đúng thuốc, đủ liều, đủ thời gian và đúng cách. Chương trình của chúng tôi ngày hôm nay hy vọng sẽ một phần nào đó trở thành hành trang vững chắc để quý vị, để cùng với quý vị có thể chăm sóc sức khỏe cho trẻ thật là tốt. Thưa quý vị, có một vài những cái thông tin ở cuối chương trình để cùng chia sẻ với quý vị như sau. Việt Nam chúng ta đang là nước trong nhóm các quốc gia có tỷ lệ đề kháng kháng sinh cao trên thế giới. Khi mà cái cơ sống thần đề kháng kháng sinh đang ập đến thì nó không chỉ là ảnh hưởng đến công tác chăm sóc y tế mà còn giảm đi cơ hội cứu chữa bệnh của mọi người, đặc biệt là đối với trẻ em. Một vài điều xin được gửi đến quý vị và hy vọng quý vị sẽ cân nhắc hơn để bảo vệ sức khỏe cho trẻ một cách tốt nhất. Cũng xin được thay mặt cho ekip và tất cả quý vị khán giả gửi lời chúc sức khỏe và lời cảm ơn đến bác sĩ Trần Nam đã nhận lời tham gia chương trình và có những thông tin hữu ích chia sẻ kỳ hôm nay. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Cũng xin được trân trọng cảm ơn sự đồng hành của nhãn hàng AB21 thuộc Medfarm đã đồng hành cùng với chúng tôi. Thưa chúc quý vị nhiều sức khỏe, an lành, hạnh phúc và đừng quên là quay trở lại với chúng tôi vào lúc 11 giờ thứ ba, thứ năm, thứ bảy hàng tuần. Thân ái chào và hẹn gặp lại. Thời tiết đang độ giao mùa, chế độ dinh dưỡng chưa hợp lý làm ảnh hưởng sức khỏe cả nhà, tôi lo lắng quá. Bà con lại gặp vấn đề về hô hấp nữa rồi. Làm sao để tăng sức đề kháng cho gia đình mình đây? Wow. AB21 Develop gồm 4 chủng trùa biotic giúp tăng cường bảo vệ hệ tiêu hóa, ngăn ngừa tổn thương phổi và bảo vệ cơ thể khỏi bệnh hô hấp do virus, hoạt động như người vệ sĩ. AB21 Develop bảo vệ cả gia đình khỏi các tác nhân gây hại từ môi trường. AB21 Develop miễn dịch tối ưu, bảo vệ tối đa. Sản phẩm từ châu Âu của AB Biotic được nhập khẩu và phân phối độc quyền bởi công ty cổ phần dược Medfarm. Là cha mẹ, ai cũng mong muốn con mình có một tuổi thơ ngập tràn hạnh phúc. Ai cũng mong muốn con mình được chăm sóc sức khỏe thật hoàn hảo.
Bệnh viện Nhi đồng thành phố, nơi chăm chút mầm xanh đất.